Rồi, xin kính chào bà con nha. Thì hôm nay em sẽ lựa giống nha bà con ơi. Hôm nay em cũng chia sẻ với bà con về cái quy trình lựa giống của bên em. Thì ở đây là em có mẫu giống là 1 kg bằng 10.000 con. Thì ở đây giống nó sẽ được dưỡng trên 40 ngày. Nên là giống nó được dưỡng lâu á, thì nó sẽ có những cái con nó lớn nó không đồng đều nhau. Thì ở đây bên em sẽ tiến hành lựa ra. Chúng ta sẽ lựa ra những cái con như thế này. Đây là nó tầm ngón út nha bà con ơi. Và bên em sẽ tiến hành bắt giống thôi. Giống thì bên em sẽ dược dưỡng trong cái bể bạc và dưỡng trong môi trường tự nhiên luôn. Thì những con giống mà nó được dưỡng trong môi trường tự nhiên á thì bà con về nuôi nó rất là khỏe, tại vì nó quen với môi trường nắng mưa rồi. Còn nhiều người mà dưỡng trong cái môi trường mát á thì về nó có thể là nó bị sốc cái môi trường. Giống nha bà coi, giống là khi mà chúng ta dưỡng lâu quá thì nó không có đồng được, sẽ có con lớn con nhỏ. Thì bên em sẽ loại ra hết, loại những con nhỏ ra, lựa những con đồng đều. Đấy, chúng ta phải lựa những con như thế này. Cỡ này thì bà con nuôi tầm khoảng chừng 3 tháng 4 tháng là thu hoạch rồi. Rồi tiến hành lựa giống nha bà con ơi. Thì giống thì sẽ lựa bằng tay nha bà con, chứ cũng không còn cách nào mà lựa được hết. Chúng ta sẽ bắt đầu loại những con nhỏ ra, lựa những cái con từ ngón út, đầu đũa tới ngón út đó, chúng ta sẽ tuyển những cái con đó. Còn những con nhỏ sẽ loại luôn, tại vì khi mà bà con dưỡng giống mà lâu quá thì chúng ta sẽ loại được những cái con nhỏ. Nhiều nơi thì họ bán con giống tầm 1 tuần 2 tuần, thì những con giống đó nó chưa có loại được những cái con yếu đâu. Yếu thứ nhất là những cái con yếu, và thứ hai là những con chậm lớn. Khi mà dưỡng giống lâu á bà con sẽ loại được những cái con chậm lớn ra. Thì nhiều ông là nói là còn nhỏ thì nó thích nghi cao. Nói chung là họ chưa có, họ dưỡng không được con lớn thì họ bắt buộc họ bán con nhỏ, họ nói thế thôi. Thì dưỡng mà con lớn thì bán nó rất là cực vì phải lựa. Cái thứ hai là dưỡng rất là lâu. Còn bán con nhỏ thì dưỡng 1 2 tuần là bán được rồi. Nói chung là con giống cỡ này là vẫn thích nghi được nha bà coi. Chỉ có thích nghi không được đó là nhiều bà con đi mua 3 cái con ốc mà thịt á, về nuôi á. Thì ốc thịt thì người ta chỉ đã sức thịt rồi thì nó đã không còn nuôi được. Sức thịt thì đã quá trình bắt lên rồi chở đi, rồi họ chở bằng bao không à. Đã đi bán đi qua mấy đợt rồi mà về tới thương lái rồi mà bà con mua về nuôi thì sống được 1 2 tuần là điều tất nhiên rồi. Còn con giống thì xuất ra là đảm bảo cho bà con là nuôi là phải sống, và thả là không ao hụt được. Mà đang nha bà con, giống ở đây em lựa rồi nè. Ở đây là con ốc, mà ốc con á, ốc con mà nó có cái vỏ màu vàng như thế này là mỏng, là nó nhanh lớn. Thì thường thì con ốc con là vỏ nó còn non đó. Nói chung là bà con so sánh là như là con nít vậy đó. Con nít thì cái da nó rất là trắng, thì con ốc nó không gì, nó còn non thì nó còn nhỏ thì nó tạo vỏ là cái vỏ nó rất là mỏng, và thường là nó có màu vàng tại vì nó chưa tiếp xúc được với cái môi trường tự nhiên á. Chúng ta nhìn con ốc như vậy á, là nó rất như lớn rất là nhanh. Giống em lựa xong rồi coi bóng sáng luôn, thì bà con thấy là cái vỏ ốc nó còn non là nó sẽ có một cái vỏ nó màu vàng vàng. Chúng ta không phải ốc cua già nữa nha. Nhiều bà con là nhìn nuôi mà tại sao ý kiến với anh em là sao con vỏ ốc nó màu vàng vàng, tại vì con ốc ốc con á là cái vỏ nó non, cái vỏ nó còn non và nó chưa tiếp xúc đối với môi trường nhiều. Và cái con ốc thì nó tạo vỏ là từ cái miệng trước. Thì bà con nuôi mà thấy con ốc mà cái vỏ nó vàng và nó mỏng vỏ là ốc nó lớn nhanh. Khi mà con ốc mà nó lớn chậm là nó cái vỏ nó đen, nó bị đóng gông nó đen. Thì khi mà nó phát triển tới một giai đoạn nào đó nó sẽ dừng lại. Còn đây là ốc bên em lội ra đây, ốc lội ra nó không có đều, những con này là sẽ lội bỏ hết. Rồi sức là sức con như đồng đều hơn. Nhiều nơi là nhiều nhiều trại nhỏ là họ không có bán cái loại này đâu, họ chỉ bán loại nhỏ không à. Đấy mà còn thôi, so sánh thấy không, con bự con nhỏ. Nhiều họ cứ bảo là con nhỏ thì thích nghi cao hơn. Nói chung là con giống mà lớn như thế này mình nuôi nó sẽ nhanh lớn hơn, còn nhỏ nuôi lâu lớn lắm.
Còn nhiều khi con giống nhỏ là nó còn chưa lội được những cái con yếu và những cái con chậm lớn. Rồi con nuôi về thì nó chậm lớn. Khi nuôi nó không lớn không nổi luôn á. Giống thì sẽ căng nha bà coi. Điểm lấy mẫu thôi và căng thôi. Căng theo ký. Thì quy ra là 1 ký bao nhiêu con thôi. Thì cứ 1.000 con giống thì bà con nuôi đạt nó sẽ lên được tầm khoảng chừng 20-30 kg, đó là đạt. Thấp lắm thì cũng 15 kg. Ngàn con giống thì đóng dư ẩm thôi, đóng trong thùng xốp dư ẩm vận chuyển đi. Rồi con giống này về thì bà con cho quen nước và thả thôi, chứ cũng không cần xả sốc nước. Con này chủ yếu là nước phèn, nước mà phải kiểm tra trước cái độ pH nó phải trên 6.5. Còn thấy giống không, bóng sáng đàng hoàng. Đây, nhìn cái vỏ ra con ốc đó, bà con nhìn cái vỏ mà nó màu vàng vàng và nó mỏng đó, là con ốc đó là lớn nhanh, nó không có bị đẹt đó, gọi là bị chậm lớn. Rồi cảm ơn bà con nghe. Thì nếu bà con nào mà cần con giống hay là cần về tư vấn về kỹ thuật á, thì bà con liên hệ với bên em nha. Có số liên hệ trên Zalo trong màn hình đó. Cảm ơn bà con. Hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.